cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc của vòng vào ngày mai. Riêng phần anh đâu dám sánh vì số phận mình này phóng xương, nên sẽ ta duyên lên đành dịch bài chẳng dám đối diện mình trong gương. Giờ bỏ xa khách em bước về lại.